Mọi người có nhớ buổi chiều hôm qua Mai lăn lộn ra thu hoạch quá trời quá đất rau ở ngoài khu vườn không? À không, khu rừng của Mai thì đúng hơn. Và đổi lại mấy tiếng chạy tới chạy lui, hoạt động hết công suất thì Mai thu hoạch được quá chừng bí ngòi, cà chua, bắp cải, dưa leo, khổ qua, rồi kinh giới, rau răm, rau húng lũi nữa. Nhìn không khác gì là thu hoạch để đem đi bán luôn á. Sau khi em Diễm qua chơi, Mai tặng được chút rau, số còn lại thì để không biết bao giờ mới ăn hết. Thôi hôm nay thì cùng Mai chơi biến bớt và tiếp tục công cuộc đi tìm người để tặng rau ha. Không thể để công sức của mình phí hoài như thế được. Xin chào cả nhà, Mai xin chào các cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Mai đang chiên trứng cho Ngân nó ăn cơm, cô chú anh chị. Sáng ra thì Mai đang làm một cái thau gỏi dưa leo thiệt là bự nè, đang ngâm với muối để cho nó ra nước bớt rồi nó teo lại đó cả nhà. Không phải nó teo mà cho nó ra nước bớt thôi. Nhìn chảo trứng của Mai có ngon không cả nhà? Hai đứa nhiều Mai đều thích trứng chiên, nói chung là đơn giản lắm luôn. Cứ mãi khoe thau dưa leo mà mùi trứng hơi khét khét, hơi bị xém nhẹ rồi nè cả nhà. Đúng là Mai vào bếp là hai đường thẳng, thi thoảng mới va vào nhau thôi. Hơi khét khét một chút mà không sao. Chưa sao. Sáng ra là mấy mẹ con ăn cơm nha, ăn trứng, trứng với cơm nguội. Wow, trứng chiên thơm ngon quá, nóng chưa? Quá trời thơm ngon luôn. Mẹ cả nhà ăn cơm với Mai, bữa cơm có 2, 4, 6, 7, 8, đếm cho nó hoài cả nhà. Ly nước đó là chín. Trứng chiên nè, cái này là su hào, bữa mai muối chua ngon lắm. Canh, cá kho, rồi hai chén nước mắm, nước tương vậy thôi. Ăn bữa cơm đơn giản cả nhà. Cơm canh đạm bạc thôi. Mai ăn xong rồi, cô chú anh chị bây giờ dọn dẹp thôi, Ngân cũng ăn tô cơm rồi đây. A few minutes later. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi thì Mai sẽ làm nốt món gỏi dưa leo này ha cả nhà. Dưa leo ngoài vườn đảm bảo thơm ngon, ăn không lo bị đắng nha. Mai làm món gỏi dưa leo này lần thứ 3, thứ 4 gì rồi đó. Mai thích ăn mà chồng Mai ông cũng thích. Salad này ăn cùng mấy món chiên nướng thì còn gì ngon hơn ha cả nhà. Hôm nay là một thau này, ăn mệt nghỉ luôn. Mai thì thường sẽ thái dưa leo và đợi cho nó ra bớt nước nè. Rồi mình sẽ thêm gia vị, thêm đường, thêm giấm. Nói chung là theo khẩu vị và tổ tiên mách bảo thôi nha. Xong rồi bây giờ mình chỉ để đường với giấm vô thôi. Này mà để theo tổ tiên mách bảo thôi. Bình thường Mai có nước tương nữa, mình cũng để nước tương cũng được mà Mai không để cũng không sao. Tương nước mắm gì cũng được. Không thôi để gì chua chua ngọt ngọt vừa ăn là được. Mình nêm nếm lại theo khẩu vị của mình ha. Nêm nếm lại cho vừa ăn cho chính chị. Ngày mai quá trời dưa leo luôn. Dưa leo này là dưa leo trong vườn nhà không đó nha, chứ không phải là dưa leo mua, là không có mua trái nào hết trơn á. Cái này còn cho bớt người ta rồi đó, chứ mà còn để là chắc nhiều lắm. Ăn gì mình thấy vừa ăn là được không? Ai muốn đổi miếng nước tương cũng được. Rồi, chút cho nó nấm đi. Ăn xong rồi thì Mai sẽ bỏ vô trong hộp đem bỏ tủ lạnh. Ăn thì lấy ra chút xíu.
ngọt là không đủ nha. Cái này ai thích bỏ miếng gì ta? Miếng ớt vô cũng được á cô chú anh chị. Nhưng mà do ông chồng mà em không ăn ớt nên mà chị để vậy thôi. Còn này khi nào máy xong em trộn thêm miếng ớt vô ha. Rồi. Đem bỏ tủ lạnh ăn chua chua ngọt ngọt. Nghe. Cả nhà ơi, mọi người cũng biết hôm qua Mai có mua trái sầu riêng á. Trời ơi, thấy mấy bạn mà khui sầu riêng bom hàng, khui sầu riêng của O Huyền sầu riêng với lại Quang Linh Vlog á, thấy ngon quá cũng phải đi chợ thấy trái sầu riêng á, cũng phải mua. Mà không bị chỉ là sầu riêng thông thường đâu cả nhà, cái trái sầu riêng này là sầu riêng tươi, 45 đồng 90 mấy sen thì là khoảng 46 đồng ha. Wow, thơm quá. Trời ơi, thơm nức mũi luôn cả nhà, thơm. Mai mua cái nhỏ thôi là bởi vì nhà có mình Mai ăn à. Mua cái bự, ăn không có ăn hết hết. Thơm á, thơm á. Chắc là ăn được ở đó, tại vì sầu riêng tươi mà nên thành ra rất rất là thơm. Ở đây có bán có 9 đồng 99 ở chợ S1 á cả nhà. Còn ở trong cái chợ Asian Fresh á, bán còn mắc hơn nữa. Như là tới 13 đồng 99, mà chắc là tùy loại. Thì để Mai khui thử cái trái sầu riêng nhỏ này nó có ngon hay không. Bữa hôm có trái sầu riêng ở chợ Asian Fresh á, coi vậy 13 đồng chín mấy mà nó cũng không có ngon lắm. Hy vọng là trái này ngon ha. Chuẩn bị sẵn sàng dụng cụ rồi, bây giờ mời mọi người khui sầu riêng nha. Trời ơi, không biết có ngon không đây. Mà thơm lắm cả nhà. Thơm nức mũi. Thơm như vậy mà sao không có một cái dấu hiệu gì là nó sẽ ra hết vậy. Thơm quá mà. Nó mẻ ra nếu mà nó chín thì mình cứ đưa cái con dao này mình lắc nhẹ là nó ra rồi. Mà sao nó còn chưa ra nữa. Chắc là chưa được chín á. Chưa chín này cả nhà ơi, tách hoài không ra. Thôi mày để bên ngoài để ngày mai nó chín ha, để ngày mai em chín đi rồi khui. Thôi mày đem cái trái này ra để banh cái đít luôn mà không có ra được, chứng tỏ là chưa có chín. Để ở ngoài cái gửi ra này chứ đỡ hôi, chứ mà để trong nhà là nó hôi lắm. Sẵn khoe với mọi người em xem có bao giờ rồi nè. Đó, hôm nay bạn công gì cordular tao mới giao xe tới, để nó đây. Mai chín để ra đem vô, mai đón vô. Ai cho anh chị, đây là cái ớt trong vườn Mai á, bây giờ nó nhiều quá rồi. Mai thì không nấu gì thì cũng không được, để nó ổn cả nhà. Đây là cái dưa leo mà hôm bữa Mai phơi khô á, xong rồi Mai rửa, Mai ngâm xong Mai rửa sạch sẽ đây đây. Chắc là Mai sẽ trộn với lại cái ớt này ha, trộn với lại ớt cay nữa, mình với lại muối ha, để mình làm cái món như là món đồ khô. Người Hoa thì người hay ăn cái củ cải, mà củ cải trắng họ phơi khô xong rồi họ ăn cái này á. Mai bắt trước. Mai bớt củ cải thì mai làm bằng dưa leo, nhà Mai nhiều dưa leo quá. Để bắt trước chứ. Mình sẽ bắt mấy cái ớt này ra. Ớt này nó thơm lắm, được cái thì nó không có cay nhưng mà nó rất là thơm.
A few minutes later. Ý, đi đây từ từ cái đã đi, để Mai đi ra vườn. Các bạn nhân viên của ông xã Mai đây sẵn tiện, Mai hái cho bạn một ít dưa leo đi. Đúng rồi đó. Sẵn tiện đi coi cái trái dưa leo nào mày hái cho bạn, bạn mang về nhà cho vợ bạn ăn. Hôm bữa chồng Mai hỏi là ngoài vườn có gì không thì cho bạn nhân viên, mà nắng quá nên Mai lười đi ra ngoài. Thôi hôm nay mình sẽ ra kiếm xem còn trái nào không. Hôm qua thì Mai thu hoạch cũng vãn rồi, nhưng mà có mấy trái vẫn còn nhỡ nhỡ. Thôi thì hôm nay mình hái luôn tặng bạn ha. Héo héo bơ. Kệ nó, hái sớm sớm chút đi. Cho ngon, một trái ha. Hai trái. Hái sớm sớm chút đi. Đó. Còn đâu nữa ta? Còn ở trong có không? Để mai đi vô trong cái. Chiều hôm qua không có tưới này mà hôm nay thấy nó hơi héo héo rồi đó. Cái gì mà khổ vậy? Này giống mắc nợ. Ngày nào không tưới là thấy héo, là thấy trong lòng hơi buồn. Mà sao héo được ta? À mới biết tại sao nó héo rồi. Cái ở dưới này nè, mưa nó không có rớt xuống được, nên thành ra là nó héo, nó khô. Đây, trái nữa nè. Ba trái. Hiểu rồi. Hiểu tại sao nó héo rồi. Tại vì đúng rồi thầy, ở dưới đây là mưa không tới. Nè thấy không, đất nó khô tới nỗi mà nó nứt ra luôn. Nhưng mà phải tưới cái khúc này quá. Ba trái cucumber đây, trái nữa, cái nhỏ nữa, trái này nhìn hơi kỳ chút ha. Đó, bốn trái đây nữa nè, năm trái đó, hư được một đống rồi. Kệ nó đi cho vui. Trái trên này chưa. Để chiều nay mai bón phân xong mày tưới. Rồi, vậy là được rồi đó. Mày cắt xong rồi đây, mày đem ra ngoài phơi nắng cho nó héo một chút xíu, mình ngâm thì nó mới giòn được ha. Cô chú anh chị thấy mệt không? Chồng cho cố vô giờ phải kiếm cách để đem chế biến nữa. Đúng là giỏi làm mình bận rộn mà. A few minutes later. Ớt hơi héo rồi, mày mang vô được rồi đó. Cái đây là đi ngâm được rồi. Không có cần phơi khô đâu nha. Mày này mày tự làm. Tự làm tự nói. Đây. Dũng sẽ diệt rồi, mới diệt được con rồi. Nhà mày rất là ghét rồi. ông ghê lắm nha cô chú chị, ông diệt rồi giỏi lắm á. Sao kệ. Này mày làm đại làm thử ha cả nhà. Mày sẽ rắc muối vô. Đại thôi.
thì vừa thôi, rất nhiều thôi, nó mặn chát bây giờ. Để thử coi. Chồng mày em kêu mày vô trong phòng, ổng muốn khoe cho mày coi sáng giờ ổng với bạn nhân viên làm cái gì. Ông nói bữa sáng ổng đã để cái đó vô install cái đó. Okay. Because I was out of capacity. This is LPO 8 fiber channel. Okay. Very very fast. 10 gig per second. Trời, nó đầy hết rồi đó cả nhà, bây giờ là không còn chỗ nữa rồi đó. So now you full? Now we also saw a new battery backup. Mm-hmm. To take that battery backup out. Mm-hmm. Oh, you forgot the battery backup. Oh. AJ. Alright. So we saw that. We put this battery backup in. Mm-hmm. To make more room underneath it. So we have more space there. Mm-hmm. Okay, so a little more room. Mm-hmm. Okay? Yeah. So it's a good day. Mm. Because now I don't have to change tapes every day. Okay. Làm cũng muốn khoe, mà khoe mai cũng đâu biết gì đâu, nhưng mà cũng vô cũng ừ. Giống như là dịch nghe sấm vậy thôi, nhưng mà thôi cũng ừ cho vui vậy thôi. Mày để miếng sa tế vô coi. Sa tế tỏi ớt gì nè. Xả ớt. Chưa đủ ớt nên Mai sẽ giả thêm chút ớt đỏ cho màu thêm đẹp nha. Món này nhấn mạnh với cả nhà là tự Mai chế biến, không biết ăn có giống ai không nữa. Thôi thì mấy bữa nữa Mai sẽ lên video cho mọi người xem thành quả nha. Nào, cái món này chắc có mình Mai ăn quá, cay quá mà. Ôi là trời, xong rồi nè cả nhà. Ớt thôi nè, phải nói là chấm cay lắm đây. Biết cay không nữa. Để vô đây trộn ra. It's done. Chậm lên. Your pizza done. Chồng em đang nướng cái tomato pie. Rồi ôi, ăn thử coi cay cỡ nào. Oh my god, cay. Cay lắm nha. Đây, nộp thịt. Bây giờ Mai sẽ cho một miếng đường vô cho nó dịu dịu cái vị mặn lại. Cái này là Mai ăn bên nhà ăn Linh á, xong rồi Mai cứ bắt Mai không biết nó làm sao, Mai về Mai đoán đại, Mai tự làm. Nhìn cũng ngon. Hấp dẫn lắm nè cả nhà. Ăn thử cũng ok lắm nha. Mà chị đến đoán, mày đoán chắc nó làm gì nè cho mình. Ăn cũng được đó nha. Rồi bây giờ để vô trong hộp thôi. Cũng hấp dẫn không cả nhà, ăn với cháo trắng cái gì cay cay mặn mặn rồi được rồi. Đây, vậy là đã xong, bây giờ Mai sẽ mang bỏ tủ lạnh ha. Thích thì lôi ra nhâm nhi. Dưa leo thì cũng làm gỏi dưa leo.
cái dưa leo già quá thì cũng đi làm mà cái ngâm muối với lại cái ớt trong vườn thì cũng đi làm ngâm đó để ăn. Cô chú nhìn thấy không, cái gì mình ăn không hết mình cứ đem đi mình ngâm hết, su hào muối chua bữa hôm mình ngâm bây giờ vẫn còn rất là ngon nha. Cứ ăn cái gì cái mày lôi một miếng su hào ra ăn nó đỡ ngán mà rất là đưa cơm luôn. Ôi mày đang ra trước ngồi chơi thì cái anh này ảnh giao hai cái thùng đồ tới nè cả nhà. Đây là cái chỗ yêu thích của Mai nè, cô chú chị chắc cũng biết lâu rồi ha. Thì nếu mà ngày nào mà không có quá nắng thì Mai sẽ ngồi đây chơi. Đó, kêu ổng ra nhận hàng đó. Ông hỏi cái hàng gì? Is that your? This is the tape I'm waiting for. Uh-huh. What's in there? I don't know. Đây cả nhà, bây giờ Mai sẽ đem hết cái chợ rau này cho đi ra cái chợ tiệm neo cho người ta quán cho mấy chị ở Việt Nam á. Chứ nhà Mai ăn đâu có ăn đâu, nó hơi héo chút nhưng mà không sao hết trơn á. Héo là do mình để thì ngày mai mình ngâm nước là nó sẽ tươi lại thôi, không có gì hết ha. Đây cả nhà, bây giờ vợ chồng Mai sẽ đem rau đi qua bên tiệm neo để cho mấy chị Việt Nam ha. Quá trời nhiều luôn. What car we go? The big truck. Đây xe tới. Mình đi xe này. Đây mời cả nhà đi bán rau dạo chung với Mai nha. Sẽ đem vô bán rau dạo mấy chị ơi, ủng hộ rau giùm em nha. Cái nhà tới tiệm neo rồi cả nhà ơi, mình mang vô. Mình bán xong rồi mình đi ha. Qua bên kia lấy. Trời ơi coi nè. Rồi mấy chị ơi mua rau ủng hộ em nha, rau dạo đây. Cắt hôm qua nên nó hơi héo nhưng mà ngâm nước lại nó tươi không sao nha. Rau dẻo nha mấy chị, mua rau dạo ủng hộ em nha. Qua em cắt đứng không nổi luôn á. Thôi bây giờ cảm ơn cả nhà rất là nhiều ha. Xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà những video sau. Mai đã thành công đi bán xong một đống rau rồi.